Xin chào anh chị, đây sẽ là những cái bước nền tảng để chúng ta bắt đầu làm việc với Revit. Trong video này thì chúng ta sẽ bắt đầu với những cái cài đặt chung. Đầu tiên là mình sẽ mở cái Revit lên. Ở đây thì chúng ta đang mở Revit là bản 2020. Thì nó có một số cái khác biệt là cái Home này nè. Mình có thể bấm vào đây. Đây, mở tắt cái bản. Nó khác biệt với những cái phiên bản trước. Rồi bây giờ mình có thể vào file và chúng ta sẽ hiệu chỉnh một số cái cài đặt chung. Đầu tiên là chúng ta vào option để mà chúng ta hiệu chỉnh cái đường dẫn cho nó. Ở cái đường dẫn thì file location, đây là cái phần quan trọng nhất. Chúng ta đang vẽ Revit kiến trúc cho nên đây là template dành cho thi công. Chúng ta sẽ bấm dấu trừ để bỏ nó đi. Template dành cho kết cấu, bỏ nó đi. Template dành cho MEB bỏ nó đi và chúng ta chỉ sử dụng template metric thôi. Chúng ta sẽ chỉ đường dẫn cái này là US Canada. Mình sẽ tìm tới là default metric. Nếu như chúng ta cài đặt phần mềm đầy đủ thì khi vào nó sẽ luôn luôn nó cài những cái đường dẫn như vậy đúng hết. Ngoài ra thì chúng ta có thể như thế này. Thì thay vì đó là chúng ta cài những cái thư viện content là gồm những cái file template mặc định, những cái file RFT và một số cái thư viện RFA đó thì chúng ta có thể đem vào cái đường dẫn vào ổ D. Rồi sau đó thì chúng ta cài. Rồi sau đó chúng ta sẽ chỉ đường dẫn đến cái file. Còn bây giờ thì ở đây thì mình do ổ C mình nhiều cho nên mình để trong ổ C luôn cũng được. Còn những cái bản trước thì mình để trong cái bản chỗ khác. Cái này là cái đường dẫn cho cái file user để khi chúng ta mở lên đó thì document cũng được. Còn là các bạn để trên cái chỗ mà các bạn thường lưu file Revit đó. Đây là đường dẫn dành cho những cái file family template. Thì đường dẫn này thì chúng ta sẽ chỉ đường dẫn vô cái một cái family template. Ở đây là một cái sai sót khi mà chúng ta cài, đó là cái người cài đã cài những cái thứ không cần thiết. Chúng ta chỉ cần cài một cái English này thôi, còn những cái Chinese, những cái những cái ngôn ngữ khác là Korean, Polish này nè là chúng ta sẽ xóa hẳn luôn để nó nhẹ file. Rồi đó, chúng ta chỉ cần cài cái này thôi. Ok, đó là mình chỉ đường dẫn vào. Đây là đường dẫn khi mà chúng ta làm point cloud. Quan trọng nhất là đường dẫn thư viện của những cái file RFA. Bây giờ thì ở đây là cái bộ thư viện US Metric và đây là US Metric Detail Item. Thì cái này là đường dẫn nó cũng đã khi mà chúng ta cài đúng ban đầu đó là nó cũng ngay vị trí rồi. Tuy nhiên đó là chúng ta không thường xuyên sử dụng bộ thư viện này thì chúng ta có thể đưa đến đường dẫn đến cái bộ thư viện của chúng ta. Ví dụ là bộ thư viện ở ổ D. Thư viện ở ổ D. Đây là 16, 17, 15, 16, 17, 18, 19. Còn Revit 20 thì mình mới cài thôi cho nên nó cũng chưa. Ví dụ là bộ thư viện này đi. Đây là bộ thư viện của riêng mình, ví dụ như vậy. Rồi mình chỉ đường dẫn vào nó thì sau này khi mình load những cái file nó sẽ đấy đây là chính là mặc định. Ok. Rồi bây giờ thì mình sẽ cài đặt thêm một cái template mới. Bấm vào dấu cộng này và chúng ta sẽ chỉ đường dẫn đến template của mình tạo. Ví dụ ở đây là mình sẽ sử dụng template này. Bấm OK. Rồi. Đây là mình đưa cái template lên xuống để mà chọn cái thứ tự ưu tiên. Thì ở đây thì mình sẽ ưu tiên cái template của mình trước và mình bấm OK. Thì lúc này là mình bấm Ctrl N. Thì nó sẽ lấy cái template này là mặc định. Còn template này là thứ hai. Nếu như chúng ta lâu lâu chúng ta mở những cái template nó ít dùng thì chúng ta bấm vào browse và chỉ đường dẫn đến template đó và bấm OK. Còn hiện tại thì chúng ta sẽ lấy template này. Tuy nhiên, template này được vẽ bằng bản Revit 2017 cho nên mỗi lần mở chúng ta sẽ bị như thế này. Vậy làm thế nào để xử lý? Chúng ta phải xử lý vấn đề này. Nếu không thì nó sẽ rất là phiền phức cho chúng ta. Rất là nhiều bạn khi mà sử dụng cái bản cài Revit bản mới vào thì người hay hỏi là xin cái template cái bản mới này. Chẳng qua là các bạn chỉ cần mở lên và các bạn lưu lại là được.
Nhưng mà nếu như các bạn không xử lý đúng thì mỗi lần mở nó sẽ mở, mỗi nó hiện cái thông báo này, và rất nhiều bạn mới học lại không có để ý và sẵn sàng chờ mỗi lần mở file mới. Như vậy là không được. Bây giờ thì mình đã mở một cái file template mới rồi và nó sẽ có tên là Project 1. Mình đang mở template và dưới dạng là một cái dự án mới đó. Bây giờ thì mình chỉ đơn giản là mình vào công cụ tường, rồi mình vẽ một cái tường chẳng hạn, vẽ hai cái cũng được. Rồi bây giờ mình chọn nó, rồi mình bấm lệnh xóa nó đi, delete. Tức là mình đã có một cái sự thay đổi nhẹ. Bây giờ mình sẽ vào và file, rồi CE. Bình thường chúng ta sẽ lưu dự án là project. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta sẽ CE template. Rồi chúng ta, một là chúng ta đè lên cái bản cũ, đây là đường dẫn cái file cũ. Hai là chúng ta sẽ đổi nó thành một cái file mới, ví dụ ở đây mình đổi thành 2020. Nếu như chúng ta đổi thành cái file 2020 như thế này, ok. Rồi có nhiều bạn rất là thiệt tình nha, thì các bạn sẽ, rồi bây giờ chúng ta tắt nó đi. Bây giờ chúng ta sẽ mở một cái template mới và cũng tiện tay bấm enter. Cái này thiệt tình lắm luôn á. Tại sao ở lúc đó bạn này hỏi tại sao nó lại tiếp tục mở? Mình nói hơi chậm vì cái vụ này là bởi vì bây giờ mình bấm là cancel upgrade. Yes. Mình không có mở file này bởi vì đơn giản là vậy nè. Hồi nãy là bạn CE một cái template mới, nhưng mà trong cái phần file location này nè. Đây. Bạn không có chỉ đường dẫn đến cái file mới mà bạn chỉ đường dẫn đến cái file cũ. Hiện giờ nó có hai file nè. Rồi, bạn phải chỉ đường dẫn vào đúng cái file này. Ok. Cái này thì cái tên thôi thôi. À, mình đặt sửa thành 2020 đi cho nó đúng, đúng luôn. Ok. Đó, thì bây giờ thì mình bấm Ctrl N, mình bấm Enter, ok là nó sẽ hiện ra. Rất đơn giản đúng không? Làm lại lần nữa nè, mình mở file mới Ctrl N rồi Enter, ok. Như vậy là mình đã có một cái template, từ cái template Revit 2017 mình tạo ra template Revit 2020 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có một số cái cài đặt khác, user interface này nè. Bây giờ ở đây là những cái dấu tích này. Nếu như chúng ta bấm dấu tích, bỏ tích là một cái lệnh thì cái menu nó lập tức biến mất. Ví dụ nói như nè, em hứa với lòng là em không có vẽ những cái system, thì em bỏ tích nó đi. Ví dụ như vậy. Bấm ok, nhìn đây, nó đã biến mất. Đối với mình thì mình thấy các bạn nên để một cái giao diện nó đầy đủ đi, không có gì hết. Bây giờ dạ phần này giữ nguyên nha. Ở cái mục keyboard shortcut này chính là cái nơi mà chúng ta đặt phím tắt.